Xin chào cả nhà. Thì hôm nay là ngày 1 tháng 5 năm 2020, ngày lễ quốc tế lao động. Thì bây giờ mình chuẩn bị đóng 30 cây bông trang Mỹ Đỏ này gửi cho anh Tùng ở Quảng Ninh. Thì lô bông trang Mỹ Đỏ này hoàn toàn là thân một cốt nha các bạn. Đa số cây này đã có bông rồi, vì nhà vườn đã làm bông. Và cây tơ thì vẫn có nha các bạn. Và những cây bông này thì hoàn toàn là tự nhiên chứ không có xịt thuốc, cho nên là sẽ có cây có bông và có cây chưa có bông. Như cây này thì đã có bông rồi. Để mình quay gần cho các bạn xem. Đây cái thân ở dưới đây. Cái này một cốt, nó lên tàn ba nhánh, nó chưa có thoát thân cao. Như cây này thì đã thoát thân cao rồi. Thân như cây phía trong này đã thoát thân rồi nè các bạn. Đây, ở phía trên thì có bông. Cây phía trong này hơn một cốt khá là rõ ràng, thì bên đó chưa có bông. Các bạn xem